Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hoàng Yến Vlog. Trong video này, mình sẽ thực hiện thử thách ăn chuối. Bình thường, mình cũng thích ăn chuối nhưng chỉ ăn khoảng 2 đến 3 quả thôi. Hôm nay, mình sẽ thực hiện xem bản thân ăn được hết bao nhiêu quả chuối trong số 80 quả chuối ở trên bàn các bạn nhé. Hãy cùng đồng hành với mình đến cuối video và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trên bàn, mình đã chuẩn bị sẵn 2 loại chuối. Đây, không biết quê các bạn gọi tên hai loại chuối này gì? Mình gọi đây là chuối tây và đây là chuối tiêu. Không biết mình gọi tên như vậy có đúng không nữa, hay là tùy từng vùng miền có mỗi tên gọi khác nhau, nhưng chỉ biết là từ nhỏ đến lớn mình đã gọi như vậy rồi. Chuối tây và chuối tiêu các bạn nhé. Số chuối này là mình đã chặt ở trên cây được 3 hôm rồi, và đến hôm nay là đã chín. Mình chặt là 2 buồng khác nhau, hôm nay đã chín hết rồi. Vườn nhà mình trồng rất nhiều chuối luôn á. Và lý do tại sao mình lại chọn chuối để thực hiện thử thách này, bởi vì chuối rất ngon và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chúng chứa một số dinh dưỡng thiết yếu và rất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch và giảm cân rất là tốt. Ngoài ra chuối còn là một món ăn vô cùng tiện lợi nữa. Mà thôi, mình sẽ không nói linh tinh nữa mà tập trung vào chuyên môn thôi, không thì lại quên mất thử thách, nói nhiều quá lại thành chuyên gia dinh dưỡng chuối bất đắc dĩ thì chết. Bây giờ là lúc mình bắt đầu thực hiện thử thách thôi, mời mọi người cùng ăn chuối với mình nha. Mình sẽ ăn chuối tây trước. Quá, rơi mất các bạn ạ. Mình ăn chuối tiêu. Chuối mùa này rất là ngọt luôn á. Rất ngọt và thơm. Trời ơi, nó ngọt dã man luôn á. Mình sẽ ăn xoay đây, một quả nọ, một quả kia. Kể ra ấy, một cây chuối là mình không có bỏ đi bất cứ một bộ phận nào các bạn. Củ chuối là ngày xưa mình thấy rằng là lúc mà khó khăn ấy, không có đồ ăn nghèo đói, ông bà ta còn luộc củ chuối lên để ăn nữa. Thân chuối thì những thân cây chuối non ấy, mình có thể là nằm nộm mình ăn ghém cũng rất là ngon. Còn thân cây chuối già ấy thì mình để cho lợn, cho gà ăn này. Còn hoa chuối thì mình để nấu canh chua này, nằm nộm mình cũng rất là ngon. Chuối xanh thì có thể là các bạn là làm chuối ngào đường này, và đặc biệt có một món ăn rất ngon từ chuối xanh, đó là chuối xanh nấu ốc đậu các bạn nhé, và đó cũng là đặc sản của quê mình đó. Còn chuối chín thì có rất nhiều tác dụng và rất nhiều món ăn khác nhau rồi, như là kem chuối này, sinh tố chuối này, chuối ăn với cơm này, rất là ngon đấy các bạn. Mình cảm nhận rằng là mùa, đặc biệt là miền Bắc ấy, là cái mùa đông ấy, ăn chuối tiêu thì nó sẽ ngọt hơn là ăn chuối tây các bạn ạ. Còn chuối tây thì hợp ăn với mùa hè hơn.
mùa hè ấy mà có cốc chuối dầm sữa chua hay là một đĩa kem kem chuối ấy thì quá là tuyệt vời. Còn mùa đông ấy, nếu mà cái thời tiết se lạnh ấy mà được cắn ngập răng một chiếc bánh chuối ấy, các bạn phải nói là đời quá là sung sướng luôn á. Mình thấy chuối ngoài cái việc mà giúp giảm cân da ấy thì là chuối còn là sự lựa chọn hàng đầu của các vận động viên thể thao đó các bạn. Bình thường mình chỉ ăn từ 2 hoặc là nhiều nhất là 3 quả một lần thôi. Nhưng mà hôm nay là ăn tận 80 quả chuối. Nếu như mình thực hiện thử thách này thành công ấy thì coi như là mình đã ăn gấp 20 lần đến 30 lần mọi ngày rồi đó mọi người. Miếng ăn đến miệng còn đến rơi mọi người ạ. Tuổi thơ, à, các bạn đã có ai từng phải ăn cơm với chuối chín chưa ạ? Mình nhớ ấy, ngày nhỏ ấy, nhà mình trồng rất nhiều chuối mà ngoài chuối ra không có cây ăn quả nào khác. Thì có lần mình đã hỏi mẹ mình rằng là tại sao nhà mình trồng nhiều chuối vậy mà lại không trồng thêm những cây ăn quả khác xen kẽ như là bưởi hay ổi ấy. Thì mẹ mình có bảo mình rằng là trồng chuối ấy để khi nào mà chuối chín, nếu như mà nhà mà nhỡ bữa tức là nhỡ bữa ấy thì mình còn có chuối chín để ăn cùng với cơm trắng nữa. Rồi cái thân chuối ấy còn để lấy đồ thức ăn cho lợn. Bởi vì ngày xưa còn bé các bạn, nhà mình nuôi rất là nhiều lợn luôn, hết nứa lợn sề này đến nứa lợn sề khác, xong rồi là một đàn lợn con ra lại nuôi lớn lên ấy để bán, nên là cái thân chuối ấy, rồi đấy cũng rất là quý. Xong rồi cái ngày đấy mình nhớ là mình thái chuối đó các bạn, trời ơi, thái chuối nó chây cái tay ra, suốt ngày chỉ thái và băm để nấu cho lợn ăn thôi. Mà cái ngày đó ấy, ăn chuối chín với cơm mà không hiểu sao nhá, cái miếng cơm và miếng chuối nó quyện vào nhau ấy, ăn nó cứ ngọt thỉu luôn á. Rồi là mình nhớ là ngày rằm này, ngày mùng 1 này, bà nội mình ấy đi chùa ấy mà mang phần về ấy, bao giờ cũng là một quả chuối tiêu chín. Toàn chuối tiêu, chuối dài này ấy các bạn,
chuối tiêu với lại một cái quả trắng ấy, quả với là cái xôi xôi trắng ấy ạ. Xôi với lại chuối, cái quả với cái chuối mà ăn cùng với nhau cũng rất là ngon ấy. Tuổi thơ của mình chỉ có vậy thôi mọi người. Tuy bây giờ ấy là cuộc sống cũng khá hơn này, nhà mình cũng không còn nuôi nhiều lợn nữa, mặc dù là chuối cũng trồng rất là nhiều nhưng mà nó không có bạt ngàn như ngày xưa đó mọi người. Rồi là hoa quả thì có rất nhiều loại khác nhau, thậm chí là mình bây giờ còn được ăn cả hoa quả nhập khẩu ấy. Nhưng mà đối với mình ấy, chuối và những cái cây chuối ấy, hoặc là những gì liên quan đến chuối thì nó là cả một bầu trời tuổi thơ đó mọi người ạ. Này bị dập á. Cái chuối tiêu mùa này ấy rất là thơm và ngọt luôn á. Mình thì thích ăn những quả chuối tiêu nhỏ nhỏ như này à các bạn. Mình nhớ là có cả cái loại chuối tiêu mà quả nó rất là to, nó to lắm luôn ấy, nhưng mà ăn thì nó lại có vị hơi chua chua ấy chứ nó không có được ngọt. Quê mình ấy còn có một loại chuối là chuối Tiến Vua ấy các bạn, rất là ngon và đấy là đặc sản luôn á, nhưng mà nhà mình thì lại không có trồng loại chuối đó. Ba quả chuối dính chặt vào nhau sinh ba các bạn. Ngày xưa còn bé, cứ mỗi lần mà có quả chuối sinh đôi ấy, tranh nhau ăn, bảo ăn sau này để con sinh đôi á. Nói chung mình thấy là chuối rất rẻ, giá rất rẻ này, rất tốt cho sức khỏe mà lại rất là dễ tìm nữa. Nên là mọi người nhớ bổ sung chuối vào thực đơn ăn hàng ngày ấy, để tốt cho sức khỏe mọi người nhé.
Mặc dù ấy, chuối rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà mình khuyên mọi người là cũng chỉ nên ăn một lượng vừa phải thôi, không nên ăn nhiều. Tránh tình trạng không tốt cho sức khỏe như là đau đầu này, sâu răng hay là buồn nôn nữa mọi người. Mình chỉ nên ăn tầm 1 đến 2 hoặc nhiều nhất là 3 quả trên một ngày thôi các bạn nha. Lại một cặp sinh đôi nữa này mọi người. Sinh đôi à? Mình nhớ cái năm vừa rồi mà nắng to xong rồi chuối nhà mình ấy lúc đấy là chín một loạt, lúc thèm ấy thì thèm nhỏ dãi ra thì không có buồng nào già mà chín, xong đến lúc mà nó chín thì nó chín một loạt đó mọi người, ăn không xuể luôn. Thế là những quả chuối chín như này ấy, chín quá ấy, à mình ép ra xong mình đem ra mình phơi nắng ấy, ui phơi nắng khoảng tầm 5 đến 7 ngày nắng là to ấy, xong rồi chuối nó săn lại nó giống như kiểu là chuối sấy dẻo mọi người, ăn rất là ngon luôn mà để được lâu lắm à. Rất là dễ làm, nên là nếu mà nhà bạn nào mà có nhiều chuối chín mà không ăn hết đấy thì có thể làm theo cách đó giống mình nhá, rất là ngon đó. Cái vị của nó lại giống hệt như là cái chuối à, chuối sấy dẻo ấy, chuối sấy chín cả quả ấy mà các bạn hay mua để ăn vặt ấy, nhưng mà tự tay mình làm thì bao giờ cũng đảm bảo an toàn vệ sinh hơn. Đây gọi là mình ăn đến miệng còn để rơi ấy các bạn. Rơi mấy lần liền rồi á. Cái này mình phải tập ấy, khi nào mà một quả chuối như thế này là một miếng thì lúc đấy là mới gọi là ăn chuối đỉnh cao luôn á.
ăn nhiều chuối quá đã bị ợ rồi mọi người. Ợ cần mùi chuối luôn á. Mình đã ăn quá nhiều chuối rồi các bạn ạ. Bây giờ ăn là sẽ bị đẩy ra rồi, ợ hết là mùi chuối rồi. Mà chắc có lẽ là mình sẽ tạm dừng ở đây thôi mọi người. À, chuối rất là tốt, nhưng mà mọi người tuyệt đối là không nên ăn chuối lúc đang đói nhá. Phải ăn một chút gì đó rồi mới ăn chuối. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.